Trường mầm non iSchool thành phố Rạch Giá phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Kiên Giang tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cách cho trẻ em ăn bổ sung, ăn những thức ăn đủ dinh dưỡng và dễ hấp thu, tăng sức đề kháng, làm thế nào để người mẹ nhận biết con mình đã đủ sữa.